Cường xin trân trọng chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Người Việt Thành Công Trên Đất Mỹ của đài truyền hình CBN. Kính thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, thời gian tha hương của người Việt chúng ta tại nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đã là hơn 40 năm. Dù quãng thời gian đó thật ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm thăng trầm của đất nước, nhưng cũng đủ dài để cho chúng ta có thể tạm ngồi lại và cùng nhau lường đình những thành tựu của cộng đồng người Việt nói chung và của từng cá nhân nói riêng. Đó cũng là những cống hiến của chúng ta cho quê hương thứ hai, như một sự đáp đền những miền đất đã chân thành đón tiếp và cưu mang chúng ta từ những ngày đầu ly hương tìm tự do. Và trong tinh thần đó thì hôm nay chúng tôi đã mời đến một vị khách đầu tiên với chương trình là một nhân vật rất nổi tiếng từ trong nước trước năm 1975. Thưa quý vị, hoạt động của ông bao gồm nhiều lĩnh vực âm nhạc, nhiếp ảnh, giáo dục và xã hội. Và kể từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ thì những hoạt động đó càng khởi sắc và lan rộng đến nhiều tiểu bang cũng như nhiều quốc gia khác. Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc sư, nhiếp ảnh gia, giáo sư và cũng là nhà hoạt động xã hội Lê Văn Khoa. Vâng, xin kính chào nhạc sư Lê Văn Khoa. Dạ, xin chào. Dạ. Kính chào ông Cường, kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi rất là vui được ông nhận lời để đến với chương trình. Và thưa ông Lê Văn Khoa, khi mà nhìn lại những cái quá khứ, những cái hoạt động ông trong quá khứ thì có thể nói là chúng tôi không phải biết là phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì nó bao trùm quá nhiều lĩnh vực và ông ta tạo rất nhiều ấn tượng trong những lĩnh vực đó, đạt được nhiều thành quả trong cùng một thời kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ là có một cái hoạt động của ông đã tạo được rất nhiều tiếng vang trong quần chúng, nhiều lứa tuổi và nhiều giới khác nhau. Đó là cái thời kỳ từ năm 1968 cho đến năm 1975. Ông đã thực hiện một cái chương trình dành cho thiếu nhi trên đài truyền hình Việt Nam băng tần số 9 mang tên là Thế Giới Của Trẻ Em. Vâng, chúng tôi rất là quý chương trình đó và cũng xin nhân hôm nay xin ông cho biết là cái tác nhân nào đã thôi thúc ông thực hiện cái chương trình đó. Thưa ông Cường, cái câu hỏi rất hay. Cái tác nhân nào thúc đẩy thì nó cũng tương tự như là của ban giám đốc đài truyền hình lúc bây giờ hỏi tôi. Vâng. Sau một chương trình nhiếp ảnh với các nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm, Nguyễn Mạnh Đan, Trần Cao Lĩnh, vâng, thì ra cái họ chặn tôi lại, họ mời vô văn phòng. Mình hết hồn, mình không biết mình đang nói hớ cái gì đây mà rồi bị đây. Thì họ vô, họ nói đài truyền hình cần chương trình và muốn tôi thực hiện một chương trình. Bất cứ chương trình nào tôi muốn, lĩnh vực nào cũng được cả. Vâng. Tôi nói để tôi về tôi suy nghĩ. Về suy nghĩ rồi sao tôi trở lại, tôi trả lời, tôi xin thực hiện chương trình giáo dục thiếu nhi. Hay quá. Thì họ do dự. Tôi không bắt lỗi. Nhưng mà họ do dự, họ nói mình làm cái gì cũng được mà. Vâng. Thì họ do dự nói giáo dục thì có chương trình đố vui để học của trung tâm học liệu rồi. Vâng. Tôi mới nói cái giáo dục của tôi là cái khác. Đố vui đại học là cho những em ưu tú, vâng, để mà ra thi lấy giải thưởng. Còn tôi nhắm vào những em không có được ai chú ý tới hết. Hay quá. Họ do dữ lắm, nhưng mà sau rồi họ chấp nhận. Vâng, lý do gì mà tôi làm cái đó? Thì điều đó làm cho tôi nhớ lại, tôi mồ côi mẹ tương đối cũng sớm. Không sớm lắm nhưng mà cũng sớm. Vâng. Thì khi mẹ tôi chết, tôi cảm thấy như mình hụt hẳn. Và mình có vẻ hận đời. Hận đời và xa lánh mọi người. Vâng. Thành ra tôi đố các quý vị nào mà có thể tìm được hình tôi trong lúc nhỏ sinh hoạt với những người khác. Hết mời tôi lại, kêu tôi lại chụp hình, tôi từ chối hết. Vâng. Bởi vì mình mang một cái uất ức, mình không biết tại sao. Mình cứ nghĩ tại sao mẹ tôi phải chết. Vâng. Và lần lần rồi
mình nhìn thấy những đứa khác, ồ xung quanh mình cũng có những đứa mồ côi, mình có một cái sự liên hệ nào đó ở trong cái tư tưởng với các em đó, mình nói chắc có lẽ các em cũng có những cái quẩn khúc giống như mình. Vâng. Rồi tôi để ý ngay từ từ lúc đó, lần khi lớn lên thì là tôi bớt cái vấn đề xa lánh với xã hội và mình thấy hòa nhập hơn. Mình phải hòa nhập để làm chi? Để mình cùng hoạt động, cùng nắm tay nhau mà đi. Vâng. Chứ mình xa lánh thì không có lợi gì cho ai hết. Và chính mình cũng bớt đi. Vâng, cái sự chính mình cô đơn. Cũng không được gì hết. Yeah. Đó, thành ra tôi chọn cái đề tài đó. Và tôi nghĩ đến các em, đến cái lối giáo dục của mình trong lúc đó. Rồi chiến tranh càng ngày càng nhiều, thì cái giờ học trong trường bị ngắn lần. Vâng. Thì các em không học được nhiều. Và học cũng học lý thuyết thôi. Thành ra tôi mới thực hiện chương trình giáo dục thiếu nhi, lấy vâng. tên là Thế giới của trẻ em. Vâng. Và tôi đóng vai như là một người anh ở trong đó, để mà cùng hoạt động, đồng hòa với các em. Tôi bò lăn ra đất với các em, để các em thấy hay quá, là người đó cũng như mình, chứ không phải là ông đứng trên cao đó, ông cầm thước, ông gõ, ông biểu mình phải làm cái này kia cái nọ. Vâng. Thành ra tôi hòa vào đó để mà cùng nhau nắm tay nhau mà đi. Thành ra cái chương trình của tôi có hơi khác hơn những chương trình giáo dục khác. Phải nói là khác rất nhiều anh. Mà thực sự thì chúng tôi rất là cảm động khi mà hiểu hơn cái nguyên nhân tại sao mà anh thai nghén và thực hiện cái chương trình đó trong suốt rất nhiều năm. Thì phải nói là cái chương trình đó được rất nhiều giới trong quần chúng thương quý và theo dõi hàng đêm. Chúng tôi còn nhớ là ngay chính cá nhân chúng tôi phải nói là rất là thú vị khi mà được nghe ông Lê Văn Khoa thực hiện cái chương trình Thế giới của trẻ em. Mình cũng cảm thấy mình nhỏ đi để mình được hưởng cái đó. Đó là cái phản ứng của quần chúng và cái sự quý mến của quần chúng. Thế thì đối với cái đài truyền hình nói riêng cũng như là các cái giới chức giáo dục thời đó, những vị mà có thẩm quyền ấy, sau một thời gian thì họ đã có những cái phản ứng như thế nào, họ đã có những cái nhận định như thế nào về cái chương trình của ông? Vâng, tôi xin chia sẻ một chút xíu thế này. Vâng. Là làm chương trình đó được quần chúng ủng hộ và phải nói rằng các giới ủng hộ. Vâng. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm làm chương trình, dường như chỉ có 2 lần tôi xem chương trình thôi. Ồ. Bởi vì nhìn lên tivi thấy cái mặt mình thấy đáng ghét quá. Thật ra tôi không dám xem. Nhưng mà quần chúng rất là quý. Vâng, quần chúng rất quý. Và cái sự quý của quần chúng nó nằm ở trong nhiều lớp. Vâng. Tôi nhớ có lần đài truyền hình nhờ mọi người đi lùng đi tìm tôi cho được vì tôi vắng mặt chương trình. À. Và khi tôi vắng mặt trong chương trình, ngày đó không có phát hình, thì họ bị đằng phủ tổng thống gọi lại hỏi tại sao không có chương trình đêm hôm qua. Vâng. Điều đó cho tôi biết là cấp trên cũng chú ý tới. Vâng. Mà tôi thì tôi không để ý. Mình chỉ làm, mình chỉ nghĩ tới mấy đứa nhỏ và làm sao cái đó. Và tôi làm cái đó, tôi cũng không nói với ai cái tâm sự của mình. Cả đối với gia đình tôi, với anh em tôi cũng không đều, không nói gì hết. Mình chỉ làm theo cái sự thúc đẩy nào đó. Và cho tới một hôm, tôi được báo là Bộ Văn hóa Giáo dục muốn trao tặng Văn hóa Giáo dục buổi tin cho tôi. Hay quá. Tôi giật mình. Té ra Bộ Văn hóa Giáo dục cũng có để ý. Cũng có quan tâm. Cũng có quan tâm. Mà mình không biết đó thôi. Vâng. Có thể nói là cái chương trình đó nó tạo ra một cái luồng gió mới trong cái phương pháp giáo dục của Việt Nam chúng ta thời bây giờ. Vì chúng tôi nhớ là cái thời kỳ chúng tôi đến lớp ấy, thì cái khoảng cách giữa thầy giáo với học sinh nó xa lắm. Thầy giáo nhiều khi quá nghiêm nghị và học trò đôi khi thắc mắc cũng rụt rè, giơ tay không dám hỏi, hỏi sợ bị la. Thành ra phải nói là cái cách làm việc của ông Lê Văn Khoa lúc đó đối với các em nó tạo một cái sự gần gũi và hình như cái biên giới giữa thầy và trò nó rất là chan hòa và nó thu hẹp lại rất nhiều. Phải nói là tạo nên một cái phương pháp mới. Thế thì ông có nghĩ rằng cái thời gian đó, cái vô hình chung, cái cách làm việc, cái cách thực hiện chương trình của giáo sư Lê Văn Khoa lúc đó đã làm thay đổi cái nhận thức của cái phương pháp giáo dục tại miền Nam thời bây giờ?
Tôi không dám nghĩ lớn, bởi vì cái đó là của các giới chức. Tôi chỉ nghĩ công việc tôi làm với một cái chương trình như vậy Vâng. đối với khán giả, thế thôi. Vâng. Chúng tôi rất là thú vị để được nghe giáo sư Lê Văn Khoa trả lời và rất cảm động về cái tâm huyết của ông. Chương trình chúng ta xin được tạm ngưng trong giây lát để nhường lại cho một số thông tin thương mại của đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị trong vài giây lát.